Homestay Phan Thiết đang là mô hình lưu trú được nhiều người lựa chọn khi đi du lịch, đặc biệt là giới trẻ. Nhiều home hỗ trợ bếp nấu ăn, khu nướng, bếp riêng nên rất phù hợp và tiết kiệm so với những loại hình lưu trú khác. Để đáp ứng được nhiều nhu cầu của du khách, homestay ở Phan Thiết ngày càng trở nên hiện đại, chuyên nghiệp và lộng lẫy. Đọc thêm, tham khảo ngay kinh nghiệm du lịch Phan Thiết chi tiết. Các homestay Phan Thiết view biển cực sang chảnh dành cho bạn homestay BONO Coffee. Với tông màu mát mẻ, thiết kế tinh tế nhẹ nhàng, BONO Homestay Phan Thiết tự hào là nơi nghỉ ngơi tuyệt vời nhất cho du khách ghé thăm Phan Thiết. Được xây dựng bởi tâm huyết lần nhiều yêu thương, du khách sẽ được phục vụ một cách tận tâm và nhiệt tình với phòng ốc sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi. Bên cạnh đó, homestay Phan Thiết này còn cung cấp các dịch vụ ngoài trời khác như nướng BBQ, tự nấu ăn ngay tại sân sau của home. Với vị trí nằm ngay đường chính của mũi né nên việc ngắm cảnh biển hay ngắm hoàng hôn trên biển cũng là điều không quá khó khăn. Nếu bạn đang tìm kiếm một homestay đẹp ở Phan Thiết, đừng ngần ngại inbox hoặc hỏi chủ nhà để được tư vấn và nhận mức giá ưu đãi nhất nhé. Địa chỉ: số 200 đường Huỳnh Thúc Kháng, mũi né. Seja Homestay. Một chiếc homestay Phan Thiết mới toanh nằm ngay sát biển, view bao đẹp cho những tín đồ sống ảo. Thiết kế trong và ngoài phòng đều rất hiện đại tinh tế, tông màu xám xanh trắng hài hòa, làm background chụp hình siêu đẹp và tạo cảm giác mát mẻ, tươi mới. Seja còn trang bị cả máy giặt và một máy sấy khô cho khách tiện giặt là. Ngoài ra, không còn có phòng bếp chung cho những khách có nhu cầu nấu ăn. Quá là hoàn hảo cho những chuyến du lịch với hội bạn thân để tận hưởng kỳ nghỉ mát mà không lo về chỗ ăn ngủ hiện đại, sang chảnh. Địa chỉ: số 124 Nguyễn Đình Chiểu, T, Hàm Tiến, Phan Thiết, Bình Thuận, Coco Big Camp. Coco Big Camp là một khu cắm trại cao cấp ở trên một bãi biển mới. Tuy nó không nằm tách biệt với thế giới xung quanh nhưng ngay khi đặt chân đến đây, du khách sẽ có cảm giác nó là một thế giới hoàn toàn khác. Không phải là những dãy nhà sừng sững như trong khách sạn, homestay, resort mà thay vào đó là các dãy lều đủ màu sắc dựng lên trong một khu trên bãi biển dài. Ở đây có một quầy bar tròn với phong cách đầy Hawaii, một thư viện lớn, một bãi tắm lớn. Ở khu này, tất cả các du khách sẽ cùng vui chơi, sinh hoạt và nghỉ trong thời gian đến du lịch. Địa chỉ: vùng biển Tam Bình, thị xã La Ghi, Bình Thuận. Đọc thêm, top 20 homestay Quy Nhơn gần biển giá rẻ được yêu thích. Nhà quê homestay. Đối nghịch với cái tên nhà quê homestay, đây là một homestay ở Phan Thiết cực kỳ sang tịnh cho những bạn cầu kỳ về phòng ốc, thích tự tinh tế trong từng chi tiết. Với thiết kế hiện đại chú trọng vào từng đồ vật từ bức tranh tường đến móc quần áo, màu sắc được phối hào hòa tạo nên một căn phòng thật sự hoàn hảo. Nếu muốn dành nhiều thời gian chill cùng đám bạn và thích sống ảo, bạn có thể cân nhắc để lựa chọn nhà quê homestay khi đến với Phan Thiết nhé. Địa chỉ: số N40 Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết. Top homestay ở Phan Thiết dành cho nhóm bạn với view siêu đỉnh Bilser Homestay. Bilser Homestay phù hợp với các hội nhóm bạn bè, nhóm vượt ở không gian rộng, thoáng mát cùng sân thượng rộng rãi. Phòng ốc đầy đủ các thiết bị, có sân thượng nướng BBQ, cung cấp dịch vụ giặt ủi quần áo, cho thuê xe máy, ER. Không nằm ngay trung tâm thành phố, thuận tiện di chuyển đến các địa điểm du lịch nổi tiếng khác như làng chài, đồi cát bay, trường Dục Thanh, suối Tiên, Vạn Thủy Tú. Giá phòng dao động từ 60k một người đối với phòng đông tập thể và khoảng từ 189k một đêm một hai người với phòng riêng. Địa chỉ: số A6, 23 đường Nguyễn Hữu Tiến, Phan Thiết. Homestay Cô Tư Phan Thiết. Homestay ở Phan Thiết này không quá hiện đại và đầy đủ tiện nghi như những homestay tịnh sò khác nhưng bù lại cô chủ cực kỳ dễ thương, mến khách. Những vị khách đến nhà cô đều tập trung tại khu ăn uống nấu nướng, vui vẻ ca hát như một gia đình đầm ấm. Giá cả ở chỗ cô rất sinh viên, từ 50k đến 150k, với nhiều loại phòng khác nhau, ở đây còn cho thuê xe máy nên rất tiện. Cũng vì lẽ đó mà nhiều cực thủ thường hay lui tới hôn của cô Tư. Không nằm cách không quá xa trung tâm thành phố nên cũng thuận tiện đi lại và tham quan các điểm du lịch lân cận. Địa chỉ:
số 160 Hiền Vương, Thanh Hải, thành phố Phan Thiết, Hill Locker, Mũi Né. Với thiết kế cực kỳ khác biệt và đặc biệt mang hơi hướng thiền kiểu Nhật, tất cả những chi tiết cùng thiết kế trong ngôi nhà đều rất tinh tế, toát lên vẻ bình yên dịu dàng. Homestay đẹp ở Phan Thiết này không quá rộng lớn, chỉ vỏn vẹn 100m2, tuy nhiên lại có đủ tiện nghi, dịch vụ. Có các khu phòng khách, phòng ngủ, có hiên để khách có thể tìm cho mình những góc bình yên, làm những điều mình thích. Ánh đèn vàng cùng mùi gỗ thơm, ra hiên nằm ngắm trời đất trăng sao cùng hội bạn thì quả là không gì bằng trong một ngôi nhà bình yên như thế. Một ngôi nhà không có gì hoàn hảo hơn cho những người thích phong cách nhẹ nhàng, thư giãn. Nếu đến Mũi Né, đừng quên ghé thăm Hill Locker nhé, chắc chắn sẽ làm bạn mê đắm mà không muốn rời. Địa chỉ: Nguyễn Tấn Định, Hàm Tiến, Mũi Né. Đọc thêm: Review top 9 vì dọc Phan Thiết chất lượng được yêu thích. Studio Homestay Mũi Né. Với tiêu chuẩn như một căn nhà thực thụ, Studio Homestay sẽ phù hợp với loại hình gia đình, nhóm bạn. Homestay Studio có không gian khá rộng, thoải mái, đầy đủ tiện nghi và giá cả hợp lý. Ở đây còn có các khu vui chơi cho trẻ, khu sống ảo, khu thích thú vui chơi với nhiều họa tiết tinh xắn như trong phim. Đọc thêm: Review khách sạn Mường Thanh Mũi Né kèm giá phòng chi tiết. Đặc biệt ở đây có một vườn rau sạch miễn phí do cô chủ tự trồng. Đang đêm mà đói bụng thì bạn cứ ra vườn hái rau vào pha mì ăn thoải mái nhé. Địa chỉ: Hẻm 251 Nguyễn Đình Chiểu, P, Hàm Tiến, PP, Phan Thiết. Top Homestay Phan Thiết giá rẻ dành cho các chuyến đi tiết kiệm con nét Homestay Mũi Né. Nổi bật với Homestay Phan Thiết giá rẻ, về với con nét Homestay, bạn còn được tận hưởng cuộc sống miền biển, hòa mình làng chài tấp nập đầy mặn mòi. Với không gian lưu trú rộng rãi, thoáng mát lộng gió, Homestay còn được trồng nhiều cây xanh và xây dựng nhiều khu vui chơi nghỉ ngơi cho du khách tận hưởng không gian ngoài trời. Không chỉ tuyệt vời ở giá cả và phòng ốc, chủ nhà cũng rất thân thiện và khéo tay với nhiều món ăn ngon nổi tiếng vùng biển. Nếu đã đến vùng biển Mũi Né và muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi phù hợp và tiết kiệm, hãy ghé thăm con nét Homestay nhé. Địa chỉ: số 151 Chế Lan Riêng, Mũi Né Homestay Song Ngọc Phan Thiết. Được mệnh danh là chốn dừng chân giá rẻ cho nhóm phượt, không cung cấp dịch vụ thuê xe siêu tiện lợi với mức giá vô cùng đáng yêu đến từ chủ nhà thân thiện. Phong cách ở Homestay Song Ngọc rất đáng yêu với cách bài trí vui nhộn, trẻ trung sẽ giúp bạn thêm yêu đời, tươi mới. Mỗi phòng sẽ có nhiều kiểu view khác nhau từ view sông, núi, hồ, biển cho bạn lựa chọn. Homestay Phan Thiết này còn cung cấp dịch vụ bữa sáng kiểu Á, cà phê phục vụ hàng ngày, sân thượng BBQ, lễ tân 24h, dọn phòng hàng ngày và nhiều những tiện nghi khác sẽ giúp cho chuyến đi của các bạn thêm dễ dàng, thuận lợi. Địa chỉ: A6, 15 khu AE, đường Nguyễn Hữu Tiến, Thanh Hải, thành phố Phan Thiết, Lu Homestay Living. Đây là một dạng bungalow mới văn vừa được đưa vào khai thác. Lu có nhiều ưu thế như nằm ngay sát bãi biển đẹp nhất Mũi Né, chỉ cần vài bước chân là ra tới biển, có vườn rau tại chỗ phục vụ các bữa ăn hàng ngày tươi sạch. Đến với Lu, bạn sẽ được thả mình với bầu không khí trong lành mát mẻ, một chuyến nghỉ dưỡng đúng chất. Cơ sở vật chất hiện đại, có bếp thông minh, có bàn ăn kéo ra cho khách thoải mái nấu nướng mà giá phòng lại cực kỳ phù hợp, chỉ từ 400k một đêm một hai người. Địa chỉ: 172 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết. Bọt biển Homestay. Nổi tiếng là Homestay Phan Thiết giá rẻ, bọt biển thu hút nhiều bạn trẻ với hình ảnh tươi mới đầy màu sắc. Là một homestay đúng chuẩn, phòng ốc khá ổn được trang trí nhiều màu sơn khá bắt mắt, chỗ nghỉ cũng khá riêng tư và rất tự do. Cô chủ rất đáng yêu và nhiệt tình, các bạn có thể theo cô đi chợ vào sáng sớm, sẽ mua được nhiều món rẻ và ngon, đặc biệt là hải sản. Nếu chịu khó mang theo máy ảnh, đi một vòng quanh home là cũng được một album khá ảnh đẹp rồi đó. Địa chỉ: Nguyễn Hữu Thọ, Mũi Né. Phan Thiết top homestay đẹp ở Phan Thiết cho những bộ ảnh tuyệt vời the Happy Ride Homestay Mũi Né.
Nếu mỗi homestay Phan Thiết là một phong cách với một kiểu thiết kế riêng biệt thì ở The Happy Drive các bạn sẽ được sống trong một khu nhà với nhiều phong cách khác nhau từ Vinta, Sport, đến lớp. Đọc thêm, bỏ túi top 25 view homestay Huế giá rẻ, view đẹp, dịch vụ chất lượng. Phòng ốc rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ, thêm điểm cộng là chủ quán cực kỳ thân thiện, dễ tính, nhiệt tình phục vụ khiến điểm đến của bạn càng tuyệt vời. Không những thế, home còn phục vụ và có khu BBQ riêng, khách đến chỉ có thể ăn chơi tới bến mà không phải lo lắng gì. Nếu bạn đang tìm một homestay đẹp ở Phan Thiết để có những bộ ảnh tuyệt vời cùng nhóm bạn thì đừng ngần ngại book ngay The Happy Drive Homestay nhé. Địa chỉ: khu phố Long Sơn, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Đọc thêm, đồi cát Mũi Né, tiểu sa mạc giữa lòng Phan Thiết. Laga Homestay là một homestay độc đáo thu hút nhiều du khách khi đến thăm Phan Thiết. Laga Homestay được xây dựng dựa trên ý tưởng của các hình khối, có các khu nhà khác nhau như khu nhà tròn, khu nhà vuông, khu nhà gỗ. ER ở đây cung cấp đầy đủ tất cả các dịch vụ, tiện nghi, có xe đưa đón thuận tiện cho việc di chuyển. Là homestay Phan Thiết gần biển nên không khí cực kỳ trong trẻo, thoáng mát, lại có diện tích rộng nên rất thoải mái. Có khu bếp riêng, khu vui chơi đọc sách riêng và không ít góc check-in sống ảo với phong cách Vinta, cổ xưa siêu mê. Laga Homestay nằm cách trung tâm thành phố khá xa, khoảng 20 km về phía đông. Tuy nhiên từ đây đến các điểm du lịch cũng không quá xa, cách tầm 10 đến 11 km với các điểm Linh Sơn Trường, chùa Linh Sơn, núi Tà Cú, Hải Đăng Kê Gà. Địa chỉ: thôn Thanh Phong, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, ẩn homestay Phan Thiết. Nếu là một tín đồ của nghệ thuật hay sống ảo thì đừng bao giờ bỏ qua ẩn homestay khi đến với Phan Thiết nhé. Chủ homestay là một nhiếp ảnh gia nghệ thuật và làm dịch vụ ảnh cưới nên phong cách thiết kế, xây dựng home đúng gu nghệ thuật, tối giản nhưng rất tinh tế, đẹp mắt. Ẩn nằm ở ngoại thành của thành phố Phan Thiết, cách trung tâm khoảng 5 km. Homestay là một căn hộ nhỏ xinh, nằm ẩn mình giữa một vùng quê thanh bình. Ẩn homestay Phan Thiết có diện tích chỉ khoảng 65 m², có 3 phòng ngủ với sức chứa tối đa 10 người. Phòng ốc đầy đủ tiện nghi, dịch vụ từ máy lạnh, bếp núc đến khu vực nướng BBQ, các dụng cụ, mì gói, gia vị, cà phê miễn phí cho du khách tự chuẩn bị nấu nướng. Địa chỉ: khu dân cư Bến Nội, quốc lộ 1A, Bình Thuận Liên Hợp. Liêm được thiết kế như một ngôi nhà thực thụ có đầy đủ phòng ốc từ phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ đến khu đọc sách. Đến với Liêm House, du khách sẽ cảm giác như được trở về ngôi nhà bình yên, thoải mái với không gian yên tĩnh. Liêm cũng có thiết kế đơn giản nhưng rất tinh tế, nhẹ nhàng, phong cách hiện đại và sang trọng với nhiều góc sống ảo xinh xịn mịn. Phòng ngủ tối giản nhưng lại cực xinh, góc nào cũng lên hình siêu chất. Địa chỉ: L709 Phạm Hùng, thành phố Phan Thiết. Bài viết trên đã cung cấp cho bạn một số homestay Phan Thiết gần biển hay homestay đẹp Phan Thiết giá rẻ. Hy vọng sẽ mang đến cho bạn nhiều thông tin bổ ích cho chuyến đi du lịch sắp tới của bạn.